Giấc mơ đổi đời. Bố mẹ ơi, anh Tư trong xóm mình giới thiệu cho con đi xuất khẩu lao động, nên sắp tới con sẽ đi Trung Quốc làm bố mẹ ạ. Hả? Dạo này nhiều vụ lừa đảo lắm con ạ. Bố chỉ sợ con đi sang bên đấy lại bị lừa thì biết bao giờ mới về được với bố mẹ. Cũng tại nhà mình nghèo nên các con không được sung sướng như con nhà người ta. Bố mẹ đừng lo, anh Tư trong xóm mình chứ ai đâu mà xa lạ. Con tính sang bên đó là mấy năm, tích cóp chút ít gửi về cho bố mẹ để nhà mình đỡ vất vả. Có thêm vốn, con sẽ mở một cửa hàng bán mỹ phẩm mà con mơ ước bố mẹ ạ. Sắp tới mình định đi làm ăn xa một thời gian, kiếm chút tiền đỡ bố mẹ cho gia đình đỡ vất vả. Cậu đi đâu thế? Cho tớ đi với. Anh Tư trong xóm mình có người họ hàng bên Trung Quốc, anh ấy hứa là sẽ liên hệ để giúp mình có thể sang bên đó làm vài năm. Sang đó thì cậu làm gì? Ở với ai? Mà cậu ở đâu của Trung Quốc chứ? Mình cũng chưa biết được, cứ sang đó đã, rồi có việc gì làm việc đó. Cậu đi mà không biết mình đến nơi nào, không biết mình làm gì, coi chừng bị lừa đó. Hay cậu thử gọi điện tới đường dây nóng 111 xem sao, người ta sẽ tư vấn cho mình biết nên làm gì. Cậu không tin anh Tư à? Anh ấy vẫn chơi với tụi mình từ hồi nhỏ tới giờ, tính anh ấy thật thà hiền lành lắm mà, có lừa dối ai bao giờ đâu. Ừ, anh Tư đúng là người tốt thật. Nè, đưa giấy tờ của em đây, anh cầm cho. À, tại sao ạ? Em xem TV thấy người ta nói không nên đưa giấy tờ của mình cho người khác. Em cứ đưa đây, anh giữ cho đỡ mất. Sao đường này vắng người thế anh Tư? Anh chạy đi đường tắt cho nhanh, đi được quốc lộ xa lắm. Trời chiều rồi, không kịp sang bên kia lại tối mất. Mình sang đó kịp ăn tối rồi nghỉ ngơi, mai còn đi làm chứ. Hả? Này! Đoạn đường này là đường dân sinh, rất vắng người qua lại và nguy hiểm. Anh chị không nên đi đường này, đề nghị anh chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Thưa cán bộ, vì đi vội quá nên tôi quên không mang giấy tờ rồi ạ. Mong cán bộ thông cảm. Em có ạ, anh ấy đang cầm chứng minh thư của em. Nà ơi, anh xin lỗi. Hả? Đi vào đây. Qua quá trình thẩm vấn, chúng tôi đã điều tra được Tư chính là đối tượng mà mấy tháng nay chúng tôi đang vây bắt. Hắn đã lừa bán rất nhiều cô gái nhẹ dạ ở quanh vùng bán sang Trung Quốc để làm việc tại các động mại dâm. Cũng may là chúng tôi đã phát hiện kịp thời và bắt được đối tượng này. Cảm ơn các anh đã kịp thời phát hiện. Nếu không, em đã bị bán sang Trung Quốc, chẳng biết đến bao giờ mới được trở về. Trước khi đi làm ăn xa, em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin cũng như tham khảo ý kiến của những người xung quanh. Em có thể gọi đến đường dây nóng 111 để được tư vấn, hoặc tìm hiểu thêm ở các trung tâm tư vấn việc làm hoặc các cơ quan, đơn vị đáng tin cậy. Vâng, em cảm ơn các anh rất nhiều. Em sẽ rút kinh nghiệm cho mình và cũng sẽ nói cho mọi người nơi em đang sinh sống để cảnh giác với các loại tội phạm lừa đảo. Con chỉ muốn ở bên cạnh bố mẹ thôi, đói khổ mấy con cũng chịu được. Hãy lên tiếng, bảo vệ bản thân và những người xung quanh, chung tay ngăn chặn nạn mua bán người vì một xã hội an toàn. 111, đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, trực 24/7, hoàn toàn miễn phí.